Hello anh em nha, và chào mừng anh em và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là JC Boy Gamer đây. Ok, ở video lần trước thì mình đã nói với các anh em rằng là mình sẽ farm cái cây bu lê này full thì hết thì chiêu luôn. Đấy, và mình đã giữ lời hứa thành công rồi nha anh em. Lúc trước là mình chưa có, nhưng bây giờ mình đã có cái cây bu lê này rồi, cho nên là mình sẽ farm nó trong ngày hôm nay cho anh em xem. Trong cái thời gian farm á, thì chắc chắn mình sẽ bật là tốc độ là 200% tốc độ để cho nó nhanh á. Chứ chẳng lẽ mình quay nguyên một cái clip dài mà với 350 mastery thì nó lâu lắm. Cho nên nếu anh em nào thấy video này hay và hữu ích thì anh em bỏ cho mình vài giây để nhấn nút đăng ký. Đừng quên nhấn nút like và share video này đến nhiều bạn bè và người thân bạn cùng xem nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, bắt đầu nè. Let's go. Time is barely on our side. I don't
what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Hour later. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Mình đã quay trở lại rồi nha anh em.
sau 3 ngày thăm ngàn và cuối cùng mình cũng đã farm lên cái cây bu lê được 350 mastery rồi. Phải nói là cái quá trình nó farm nó mệt vãi cả chuối nha. Mình mệt lắm anh em. Cái cây bu lê này sức mạnh của nó rất là ghê gớm, nhưng mà đổi lấy lại là mình đã farm nó lên mắc chiêu và full hết skill rồi nha anh em. Đấy, bây giờ anh em đâu, hãy theo tôi và đi review cái cây bu lê V2 này, chiêu thức của nó sẽ độc đáo như thế nào nha. Anh em đâu, theo tôi nào, let's go. Thử cái con quái này chứ. Xuống đây mày. Xuống đây. Xuống này. Mình sẽ thử skill Z. Wow, nó sẽ bắn ra những tia sấm sét giống như trái rumble vậy đó nha. Ok, mình sẽ thử lại. Ok, tiếp theo là skill thứ hai là skill X. Đây là skill rất là khó chịu đối với những anh em nào mà hay sử dụng cái cây bu lê này để săn bounty á. Và nó cũng rất là hữu ích khi mà đi săn bounty của người khác đấy. Mình mới xài có 2 skill thôi. À lộn, 3 skill luôn chứ. Hơn nữa cây máu của con quái à, phải nói là cái cây này nó đúng mạnh. Mình đã vậy đó, farm tới 350 mastery nữa. Mình sẽ thử lại ha. Đó. Bây giờ mình sẽ combo thử ha. Ok, combo thử nè. Ô, có nhà máy kìa. Mà thôi, đang phân tích cho anh em mà. Cho nên nhà máy bỏ qua đi. Ủa, cái con quái chỗ này đã mất tiêu rồi. Chắc con này nó đứng đây nè. Mình kéo nó xuống nè. Xuống mày. Ok luôn. Thử combo nha. Nó bị lắc á anh em, bởi vì mình bấm nó kiểu như nó không có được ăn nút á. Ok, bây giờ mình sẽ thử lại luôn nha. Combo với cái bù lè này nó khá là mạnh luôn anh em ạ. Mình cực kỳ thích cái combo này. Xuống này, xuống này. Ê. Với lại mình combo cũng không có được hay cho lắm, nó khá là chậm luôn á. Ok, các bạn nghĩ sao về video này? Nếu mà các bạn có thể farm cái cây bu lê này được bao nhiêu, được và được bao lâu và mà giống mình ha. Đối với mình thì mình farm cái cây bu lê này mất tận 3 ngày lận ha. Còn anh em nghĩ sao, anh em farm này được bao nhiêu ngày thì đừng quên để lại cho mình comment ở dưới để mình còn biết nữa nha. Ok, video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên like video này, share mình. Nếu anh em nào chưa đăng ký hãy đăng ký nha. Bye anh em và hẹn gặp anh em trong những video sau nha. Bye anh em.